Vi Lan xin được kính chào Tái Ngộ đến với quý khán thính giả. Ngày hôm nay Vi Lan có một cái promotion rất là đặc biệt. Thưa quý vị, đó là Fast Burner Vitamin, một loại vitamin thiên nhiên không có phản ứng phụ quý vị nhé. Quý vị uống vào, quý vị sẽ thấy có energy và nó control cái huyết áp của quý vị cũng như cholesterol của quý vị. Và cái hay hơn nữa là nếu quý vị muốn mất 2 pound, 3 pound cho đến 50 pounds, quý vị có thể control được với cái Fast Burner này. Và ngày hôm nay rất đặc biệt, nếu quý vị gọi vào ngay 100 người đầu tiên, quý vị sẽ được hưởng chương trình mua 5 tặng 1. Thưa quý vị, Vi Lan để thêm một hũ nữa cho quý vị. Và cũng rất nhiều quý vị đặt câu hỏi tại sao bác sĩ Kim Ly có thể giữ được thân hình thon gọn như vậy, là nhờ dùng Fast Burner. Tất cả ai trong chúng ta cũng muốn thon gọn, đẹp và khỏe, có energy, thì Fast Burner là một sản phẩm dành cho quý vị. 1888 đẹp sang, tức là 1888-337-7264. Quý vị đang theo dõi chương trình Dưỡng da với phương pháp Apogee. Tôi bác sĩ Kimberly xin kính chào quý vị. Nếu quý vị muốn đặt câu hỏi, quý vị có thể gọi vào số 1888-337-7264 hoặc quý vị có thể chụp hình gửi vào để được tham khảo da tại drkimberly@kimberlyskin.net. Đặc biệt từ bây giờ, chúng tôi sẽ có chương trình mặt đối mặt qua video chat để tham khảo da cho quý vị qua FaceTime hoặc Tango. Để bắt đầu chương trình, Kimberly xin mời câu hỏi đầu tiên. Dear Dr. Kimberly, chị tôi nói tôi gửi email cho doctor, hy vọng có thể giúp tôi được. Tôi chưa bị mụn như hiện giờ đang có. Beth. Dear Beth, cảm ơn Beth đã email vào. Câu hỏi của Beth là có thể giúp Beth để chữa mụn hay không và hồi trước đây chưa bị mụn. Nếu chị nhìn những cái hình của em gửi vào đó, thì chị sẽ đoán rằng hồi xưa nay em có bị mụn. Mụn của em là loại mụn đang bị kinh niên vì nó để lại những cái dấu vết, những cái vết thâm trên làn da, chứng tỏ là em đã có vấn đề bị mụn mà chưa bao giờ được chữa tận gốc. Vậy chị xin mời em dùng qua cái phương pháp chữa mụn của Apogee đơn giản, thật là đơn giản với 3 bước. Đó là nước rửa, oil control, cũng như pore refining balm để làm sạch chân lông, là vì chân lông của em đang bị hở. Và nếu mà để em để chân lông bị hở thì em sẽ có mụn cám. Pore Refining Balm sẽ giúp ăn hết tất cả những mụn cám, giữ cho chân lông của em sạch. Và Oil Control, tại vì làn da mụn là làn da thường có chất dầu. Mà nếu mà mình không mang lại cái sự quân bình giữa chất dầu và khô thì em sẽ thấy em sẽ tiếp tục bị mụn. Cảm ơn em Beth đã email vào câu hỏi. Và câu hỏi kế tiếp ạ. Chào bác sĩ, em tên Jeanette. Gần đây da em bị mụn rất nhiều. Em đã thử sản phẩm đã giúp em trị mụn nhưng không hết. Mụn em bị đỏ và đau. Em nghe nói sản phẩm của bác sĩ rất tốt. Em muốn thử sử dụng. Michelle, em không nói tuổi, nhưng chị đoán là em cũng còn trẻ lắm. Nếu quý vị email câu hỏi vào, quý vị nên bao gồm tên và dĩ nhiên tuổi thì để Kimberly có thể đoán được là làn da này đã nó có match với những cái hư hại trên làn da, có match với cái tuổi của mình hay không. Thì nhìn làn da em này thì thấy là Michelle bị ngay T-zone, nghĩa là ngay cái chữ T trên trán xuống dưới sống mũi và cằm. Đó typical, rất là bình thường cho cái tuổi mà dậy thì. Nếu mà mình control được á, nếu em làm sạch hết những cái chân lông thì mình nhìn đây mình thấy những cái mụn tương lai là do những cái mụn cám mà hiện giờ không thấy. Nếu mà cặp mắt chuyên nghiệp như Kimberly mới thấy được những cái loại mụn tương lai này. Bộ cấu tạo da với lại cái bộ chữa mụn sẽ giúp cho em, thứ nhất là cho làn da hồi phục. Em đã dùng qua nhiều thuốc mụn và nhiều phương pháp để trị mụn, lý do đó mà làn da em đã bị có thể nói là bào mòn và nhạy cảm. Thành ra em nên dùng cái bộ cấu tạo để giúp cho làn da này dịu lại. Đồng thời mình dùng cái Pore Refining Balm để làm sạch hết những cái mụn tương lai, và Oil Control để giúp cho em có cái sự balance giữa chất nhờn và khô. Nếu em trị mụn không hết thì chị đoán rằng
em đã dùng qua nhiều thuốc, nhiều loại mỹ phẩm mà em đã mua ở ngoài dù không phải là thuốc, nó cũng sẽ làm cho da em thật khô. Và khi khô thì tất cả mụn đều chìm hết, nhưng em chưa chữa tận gốc bao giờ. Chị đề nghị em nên bắt đầu hôm nay với phương pháp Apogee để chữa mụn. Cảm ơn em Michelle đã email câu hỏi vào. Và xin mời câu hỏi kế tiếp. Kính chào Dr. Kimberly. Da em bị sensitive, nhờ bác sĩ cố vấn dùng sản phẩm nào để cho hết sensitive? Thu. Chị Thu ơi, câu hỏi của chị rất là đơn giản, nhưng mà để trả lời nó không đơn giản đâu thưa chị. Làn da của chị rất nhạy cảm, là vì làn da đã dùng qua nhiều hóa chất. Mà khi dùng nhiều hóa chất đó, thì mình có thể nói là mình nghĩ đến cái hậu quả. Và bây giờ đã tiết lộ ra hết tất cả những hậu quả do hóa chất gây ra. Những cái hóa chất gì chị dùng trước đây, tất cả những cái gì mình nhìn trên cái hình của chị đó giúp cho mình thấy được và biết được cái quá khứ, cái history của những sản phẩm mà chị đã dùng. Mình không cần biết tên, mình không cần biết hiệu của những sản phẩm đó, nhưng mà mình biết là trong các thành phần của những sản phẩm chị dùng trước đây, nó đã bào mòn làn da chị. Và bây giờ làn da chị có những cái đốm đen, những cái đốm đó mình gọi là tàn nhang, và khi nó dính chùm với nhau mình gọi là nám. Thì bây giờ tình trạng của làn da chị đó là làn da nhạy cảm, thì mình đồng ý là làn da nhạy cảm như chị đã nói. Và cái nhạy cảm đó là từ thuốc, từ hóa chất, những cái gì tiếp xúc với làn da đã bào mòn và gây ra nó. Thì mình để ý một chút xíu, bây giờ bắt buộc chị phải ngưng dùng hết tất cả những sản phẩm mà đang bào mòn tiếp và đang làm hư hại làn da tiếp của chị. Kimberly sẽ giới thiệu cái bộ cấu tạo da. Đó là bộ thích hợp nhất cho làn da này và chính xác nhất cho tình trạng của làn da. Bộ cấu tạo da, nếu quý vị nào đang xem chương trình của chúng tôi thì những ai có thể dùng được cái bộ cấu tạo da. Nếu làn da quý vị bị khô, bị ngứa, khô một cách rất bất thường, khô một cách khó chịu khi rửa mặt, chưa kịp thoa kem lên đã thấy khó chịu mà làn da muốn bị bể, bị nứt. Đó là cái loại khô của cái làn da đã bị bào mòn hay đang bị bào mòn. Và nếu quý vị có làn da bị hừng hực khi tiếp xúc với hơi nóng, tất nhiên là mình trong lúc mình nấu ăn hay mình mặc đồ ấm hay là mùa hè nóng, ở trong nhà nóng, ở cái làn da của mình nó cứ bị bừng bừng, khó chịu. Đó là làn da đang bị bào mòn. Ngoài ra, làn da đó còn bị ngứa, rát, đã nói làn da khó chịu thì lâu lâu mới ngứa, lâu lâu mới rát. Nếu quý vị nào đang bị một trong bốn cái triệu chứng đó, có một trong bốn hay năm triệu chứng hồi nãy mới nói đó, thì quý vị nên dùng cái bộ cấu tạo da. Đó là cái bước, có thể nói cái stage đầu tiên là tất nhiên đang bị nhẹ, có thể quý vị chỉ bị khô da mà thôi. Còn nếu quý vị để cho càng ngày càng nhiều, là tại vì quý vị không dùng đúng cái sản phẩm để bảo vệ làn da, để dưỡng da. Tất nhiên là làn da mình đang bệnh, làn da mình đang có vấn đề, tình trạng làn da không khỏe, mà mình vẫn dùng cái loại dưỡng da thường. Những người nào mà có những cái triệu chứng khô, ngứa, rát, hừng hực một lần nữa, da không có được nhẹ, không có được bình thường, không được khỏe, quý vị nên dùng bộ cấu tạo da của phương pháp Apogee. Kimberly rất cảm ơn quý vị đã theo dõi chương trình dưỡng da với phương pháp Apogee. Nếu quý vị có thắc mắc, quý vị muốn đặt câu hỏi với Kimberly, quý vị có thể email hình vào và gửi hình đến drkimberly@kimberlyskin.net hoặc gọi phone tại 1888-337-7264. Bây giờ chúng tôi có một cái chương trình video chat để mặt đối mặt tham khảo da với quý vị. Ở bất cứ nơi nào trên thế giới, quý vị có thể gọi vào số 1888-337-7264. Rất cảm ơn quý vị đã theo dõi chương trình. Xin hẹn gặp lại trong chương trình kỳ tới. Xin kính chào. Nếu quý vị cần tham khảo da miễn phí với bác sĩ Kimberly tại 6 địa điểm của Thẩm mỹ viện Kimberly: Westminster, San Jose, Houston, Arlington, Garland và địa điểm mới nhất là ở thành phố Atlanta, xin gọi ngay 1888 đẹp sang, tức là 1888 337 7264
để được tham khảo da miễn phí với bác sĩ Kimberly. Vilan xin kính chào quý khán thính giả. Trên bàn của Vilan đang có hai sản phẩm của công ty Apogee. Thứ nhất là liposome bình thường quý vị rất quen thuộc và thứ hai là liposome extra strength. Nếu cái làn da của quý vị bị hồng, bị khô, bị lão hóa, bị nhạy cảm thì thưa quý vị, liposome extra strength là sản phẩm mà quý vị cần phải có. Quý vị biết là nó có gấp 3 lần cái chất hyaluronic mà liposome bình thường có. Nhưng mà thưa quý vị, cái giá không gấp 3 lần, chỉ có 120 đồng mà thôi. Đừng quên là liposome dùng dưới make up sẽ giúp cho cái làn da của quý vị được mịn, ăn phấn và trông rất đẹp thưa quý vị. 1888 đẹp sang, tức là 1888-337-7264. Ngày hôm nay đặc biệt liposome extra strength chỉ có 120 đồng. Nếu muốn tham khảo da miễn phí, có 3 cách: gọi phone, chụp hình, gửi vào email drkimberly@kimberlyskin.net hoặc mặt đối mặt qua FaceTime hay Tango, gọi ngay. Hãy đừng tự chữa làn da nữa. Tôi là bác sĩ Kimberly. Tôi biết quý vị rất bận rộn với gia đình và công việc hàng ngày. Bây giờ quý vị không cần đến tận nơi để tham khảo nữa. Quý vị có thể tham khảo da qua cell phone bất cứ lúc nào rảnh, khi nấu ăn, khi đi làm. Chỉ cần 10 phút qua FaceTime, Tango, Hangout hay Skype, tôi có thể mặt đối mặt tham khảo miễn phí cho làn da của quý vị. Hãy đừng tự chữa làn da nữa. Qua FaceTime, Tango, Hangout hay Skype, quý vị có thể tham khảo trực tiếp với bác sĩ Kimberly mặt đối mặt qua cell phone. Quý vị có thể tham khảo da với bác sĩ Kimberly từ Việt Nam, Canada, Úc Châu hay Âu Châu hay bất cứ nơi nào trên thế giới. Hãy vào website 1888depsang.com để xem tất cả chương trình talk show của bác sĩ Kimberly trên Internet TV bất cứ lúc nào. Gọi ngay 1888-337-7264, 1888-337-7264.